Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NDK Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm. Và ngay bên cạnh tôi đây, chắc không phải giới thiệu nhiều, quý vị và các bạn nhìn cái nạt đã có thể biết ngay. Vâng, một dòng xe có thể nói là huyền thoại nhà Kia, chính là chiếc Kia Carens. Vâng, với chiếc Kia Carens, quý vị và các bạn có một chiếc xe động cơ tương đối là mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và đặc biệt lên tới 7 chỗ và chúng ta có thể chở được tương đối là nhiều người. Và tính tới thời điểm bây giờ đầu năm 2022, chiếc xe đang được chào bán tại NDK Việt Nam với mức giá chỉ hơn 300 triệu đồng một chút. Quý vị và các bạn với mức tầm tài chính khoảng 300, nếu không thích những chiếc xe cỡ nhỏ, cỡ A như kiểu Morning E10 thì hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc xe này. Rộng rãi, cao ráo, rất là hợp lý. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn. Vâng, xin thông tin tới quý vị và các bạn một chút. Đây là chiếc Kia Carens 2.0 số tự động đời 2011. Chiếc xe đăng ký tư nhân biển số Hà Nội lần đầu vào tháng 12/2011, tức là cuối năm, không khác gì một chiếc xe 2012 cả. Và chiếc xe này vừa về vì độ hot của nó chúng tôi còn chưa kịp rửa vỏ các bạn. Các bạn có thể thấy nó bụi một chút nhưng rất là chất. Chúng tôi phải quay luôn để phục vụ quý vị và các bạn trong nhu cầu cuối năm. Chiếc xe hiện sau khoảng 10-11 năm sử dụng đã di chuyển đâu đó khoảng gần 6 vạn và đang được chào bán tại NDK Việt Nam với mức giá 325 triệu đồng. Và trong đợt này chúng tôi đã có rất là nhiều chương trình khuyến mại, quý vị và các bạn lưu ý nhé. Nào, không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem chi tiết chiếc xe này luôn. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn tổng thể một lượt đi các bạn ạ. Chiếc xe có màu bạc và màu này thì với cái form dáng này như tôi nhìn thì cũng rất là khỏe khoắn, rất là sang trọng. Và quan trọng là sau khoảng 10 năm, 11 năm sử dụng, chiếc xe thì vẫn còn rất là đều màu này và màu sơn cũng rất là bóng, rất là chất. Quý vị và các bạn chỉ cần sử dụng thêm một gói đánh bóng nữa thì đảm bảo đẹp long lanh luôn. Rồi ok, đầu tiên hãy tới phần đầu xe. Vâng, một cái thiết kế rất đặc trưng của các xe Kia đời 2010-2012. Đó, một logo Kia chính giữa và cái lưới tản nhiệt này. Đó. Và sau khoảng 10 đến 11 năm sử dụng thì những cái chi tiết nhựa này cũng rất là chắc chắn các bạn ạ. Đó, tôi lay vào cảm giác rất là thật tay, rất là chắc tay luôn. Không phải có chút rụt rè gì khi động vào những chi tiết nhựa này. Và cái phần mạ chrome, không biết là nó đã rõ hình mũi hổ như thế hệ mới chưa, nhưng đây cũng rất là sáng bóng và đẹp luôn các bạn ạ. Rồi ok, chúng ta hãy nhìn phần đèn pha đi. Đèn pha nhìn thế này thôi nhưng ở thời điểm 2011 nó là một cái gì đấy rất là đẹp các bạn ạ. Đó, đầu tiên là hãy nhìn thấy cái bóng đèn dạng thấu kính này. Đó, nhìn rất là chất luôn, rất là đẹp. Và đèn thấu kính, dạng thấu kính ở thời 2010-2011 như tôi vừa nói là một cái gì đó cũng rất là giá trị các bạn ạ. Và sau khoảng 10 năm sử dụng đi thì cho dễ hình dung thì các bạn thấy cái phần đèn này, đó, rất là trong, rất là sáng luôn. Không một vết xước, không một vết hấp hơi luôn. Và đèn rất là to bản, rất là sang, chiếu rất là sáng. Rồi ok, đây là đèn phần gầm, phần đèn gầm các bạn. Phần đèn gầm thì là dạng bóng halogen đấy, đặt trong một cái phần nhựa đen đó, nó tăng cái tính cân đối và hài hòa hơn cho phần đầu xe. Đó, cũng không bị sứt vỡ hay là hấp hơi gì cả. Tôi thấy rất là nhiều xe ở cái sau nhiều năm sử dụng, chứ không nói gì đến đời 2010-2011 như thế này, thì những cái phần này rất là hay bị nứt, hay bị ố vàng. Đó, về mặt thẩm mỹ nhìn cũng không được đẹp cho lắm. Rồi ok, chúng ta quan sát thấp xuống một chút cái phần hốc gió bên dưới này với phần cản trước nhựa đen này cũng rất là đẹp, không có xước sát gì luôn các bạn ạ. Đó, về mặt thẩm mỹ cũng rất là chất, rất là đẹp và rất là cứng cáp luôn. Đó các bạn thấy không? Này, tôi gõ tay vào này. Rồi ok, một cái chi tiết ở phần đầu xe rất là quan trọng mà tôi luôn khuyến cáo khách hàng chúng ta nên xem và xem rất là kỹ, đó chính là khoang máy. Tôi sẽ mở lên cho quý vị và các bạn chúng ta cùng xem chi tiết khu vực này. Nào, chờ tôi một chút các bạn nhé. Vâng, đây là khu vực khoang máy của chiếc Kia Carens 2011 2.0. Và trước khi tới với chi tiết khoang máy thì tôi xin phép được nhắc lại 5 tiêu chí vàng của NDK Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng: thứ nhất, động cơ nguyên bản, hộp số nguyên bản. Tiếp theo là không đâm đụng va chạm ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm xe. Và không ngập nước thủy kích. Số khung số máy thì trùng khớp trên đăng ký đăng kiểm, hồ sơ hợp lệ sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn. Vâng, nào chúng ta hãy cùng xem chi tiết cái khu vực khoang máy. Thì chiếc xe này được trang bị khối động cơ xăng 2.0 với công nghệ trục cam kép DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng và với 16 van phun xăng điện tử nên rất là tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm một hộp số
tự động. Vâng, đây quý vị bạn có thể quan sát chi tiết máy này. Có thể nói là sau khoảng 10 năm sử dụng thì máy vẫn rất là chất luôn. Và đi kèm với một hộp số tự động, theo người dùng đánh giá chuyển số cũng rất là mượt mà. Và phong độ vẫn rất là đỉnh cao luôn các bạn ạ. Rất trai tráng, rất thanh niên luôn, không có sự già nua gì cả. Rồi chúng ta hãy quan sát thêm cái phần capo đi. Các bạn thấy không, mới từng chi tiết nhỏ một thôi, từng cái góc cạnh, từng con ốc, từng đường dây này. Đó, rất là chất, rất là đẹp. Và chúng ta có thể quan sát những keo chỉ ở phần mép capo xem có bị va chạm đâm đụng ở phía bên hai bên tai xe hay là phía mũi xe hay không. Và như chiếc xe này thì cũng rất là đẹp. Ok, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy chuyển sang phần tai xe. Thì đầu tiên là một quả mâm rất là ấn tượng các bạn ạ. Đây tôi để tôi xem. Con này là R17 luôn các bạn, đi kèm một bộ la răng 5 chấu kép rất là đẹp, rất là khỏe khoắn. Và sau khoảng 10 năm sử dụng thì đây, nó cũng không bị xước sát hay là không bị sứt mẻ quá nhiều luôn. Và nhìn tổng quan rất là đẹp. Và quan trọng, chủ cũ trang bị cho chúng ta lốp mic các bạn ạ. Lốp mic thì quá tuyệt vời rồi, đi rất là êm ái, rất là ngon. Rồi chúng ta cũng có thể xem sâu vào một chút đó, để xem là những cái khu vực giảm sóc xem các thứ xem có tốt không. Thì những khu vực, những vị trí này chúng tôi đã kiểm tra, kiểm định rất là kỹ càng rồi, quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi ok, chúng ta hãy nhìn tổng quan phần tai xe. Tai xe cũng rất là đẹp và chắc chắn. Các khu vực khớp nối này cũng rất là chất, rất là khít luôn. Rồi ok, mời quý vị và các bạn chúng ta chuyển sang phần thân xe. Thì đầu tiên, gương chiếu hậu, đây để tôi quan sát một chút. Có gập điện các bạn ạ, rất tuyệt vời. Và Kia thì không bao giờ cho chúng ta một chiếc gương cơ cả. Đấy, rất là ok. Và gương xe thì có tích hợp đèn báo rẽ ở trên đây, đó để dễ nhận diện hơn. Và cái phần gáo gương cũng rất là đẹp, không có một vết xước sát gì cả luôn. Đó, khu vực này là cũng những khu vực hay va quẹt dễ xước các bạn ạ. Rồi, cửa xe thì là được cái tay nắm cửa được mạ chrome các bạn ạ. Ở đời này thì chưa có nút mở cửa nhanh. Và cái phần hõm cửa này cũng rất là đẹp. Đó, có thể thấy chủ cũ mở, đóng mở rất là cẩn thận. Vì các bạn đã biết rồi, nhiều xe thì là cái khu vực hõm cửa này bị xước sát rất là nhiều. Và nhiều người phải dán thêm những cái bảo vệ ở đây để chạy chống xước khu vực này. Rồi ok, mời quý vị các bạn chúng ta vòng qua đây, chúng ta hãy quan sát kỹ cái phần keo chỉ một chút. Đó, keo chỉ ở cửa, đó, rất là đẹp luôn. Rồi ok. Và sau khoảng 10 năm sử dụng các bạn ạ, thấy những cái gioăng cao su này cũng rất là chất này các bạn này. Đó, các bạn thấy không, nó chỉ gọi là xuống cấp theo thời gian thôi, chứ không không có xuống cấp quá nhiều do là phơi nắng, phơi mưa hay gì cả. Đó, và rất là chắc chắn luôn, không có sự dơ dão. Rồi, các bạn có thể quan sát phần cửa này. Đó, các bạn có thể xem kỹ, ví dụ như chiếc xe mà đời sau này có thể vỗ vỗ thêm một chút để xem cái độ lọc sọc của những cái khu vực nhựa ốp cửa này xem. Và như chiếc xe rất là chắc chắn, chỗ này còn được trang bị thêm da này, rất là sang và êm. Các nút bấm thì hoạt động mượt mà và còn rất là mới. Chốt cửa này các bạn thấy không, rất là chắc chắn luôn. Rồi, ok, các bạn có thể quan sát thêm ghế da. Đây tôi đứng mở rộng này, vòng qua đây này, các bạn có thể quan sát. Thì ghế da cũng rất là chất. Và nhìn sơ bộ thì ghế thiết kế dạng ôm lưng này ngồi rất là thoải mái. Và khi tôi vừa lên ghế, tôi chỉnh lại cái ghế một chút, tôi có, theo thói quen tôi có sò tay xuống đây các bạn ạ, và chả thấy một cái điều khiển ghế đâu cả. Chợt nhận ra, ồ thì ra chiếc xe này ghế điện các bạn ạ. Đây, đó, rất là xịn sò cho một chiếc xe đời 2011, ghế điện nhá. Đấy, các bạn thấy sang không? Rồi, rất là ok, bật lên xuống cũng rất là đẹp này, không xước xát quá nhiều luôn. Đó, có thể thấy chủ xe cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, khu vực cửa sau, cửa sau rất là rộng để chúng ta có thể dễ dàng lên ở cái hàng ghế thứ ba hơn. Rồi ok, tôi sẽ mở cửa sau ra và chúng ta hãy khám phá cái không gian. Vì với một chiếc xe 5+2 hay là 7 chỗ như thế này thì cái không gian rất là quan trọng. Rồi ok, tôi sẽ bước lên các bạn nhé. Đây, ngồi cũng tương đối là thoải mái các bạn ạ. Đó, ghế này thì đang hơi ngả nhưng mà vẫn rất là thoải mái. Và có cái cửa gió hàng ghế thứ hai này cho chúng ta một cái tốc độ làm mát tốt hơn. Và da rất là êm mềm và ngồi rất là sướng luôn. Cái chỗ tựa lưng này các bạn có thể ngả ra các bạn nhé. Đấy thì tôi đang để đứng một chút. Đó, chúng ta có thể ngả ra để phù hợp với cái ngồi của chúng ta hơn. Và trần xe thì cũng rất là sạch đẹp luôn các bạn thấy. Hiếm có một chiếc xe 2011 nào mà trần xe nào quá đẹp như thế này, đi kèm là cửa sổ trời luôn các bạn ạ. Đó, còn gì tuyệt vời hơn. Những ngày mùa thu chúng ta ngồi, chúng ta ngả ghế ra và mở hé hé cái cửa sổ trời để không khí chan hòa vào trong khoang xe. Rồi ok, một khu vực nữa chúng ta cần khám phá đó là hàng ghế thứ ba. Đây, để xuống ghế thứ ba chúng ta sẽ gập như thế này này. Rồi chúng ta sẽ bước lên hàng ghế thứ ba. Đó, các bạn có thể thấy, đây tùy các bạn
tự nhìn và đánh giá, tức là tôi để im cái vị trí của hàng ghế thứ hai cố định luôn. Và khi lúc nãy tôi ngồi, tôi 1m73, các bạn thấy rằng hàng ghế thứ hai đang ngồi thoải mái và hàng ghế thứ ba như thế nào. Đó, tức là nó cũng không quá chật chội như nhiều người nghĩ đâu, nhưng mà để nói thoải mái thì là sẽ là không có. Nếu mà tôi nói là thoải mái sẽ là hơi điêu các bạn ạ. Nhưng mà ngồi cũng được. Đó, đây, đây là đầu gối đây. Và với những người bé hơn tôi một chút hoặc là những em trẻ trẻ nhỏ thì ngồi rất là thoải mái. Và cái hàng ghế thứ ba này thì cái phần tựa lưng nó hơi đứng các bạn nhé. Và xe nào cũng thế thôi, chứ chúng ta cũng không thể yêu cầu nhiều là nó phải ngả được ra và thoải mái đâu các bạn ạ. Tôi chia sẻ thằng rất là trung thực như thế. Và ở cái hàng ghế thứ ba này cũng ở hai bên cũng có khu vực bệ tì tay các bạn ạ. Đây là một điểm cộng này, tôi đi nhiều xe không có đâu, có cái bệ tì tay này, ngồi đỡ mỏi hơn và cũng có những hốc chứa đồ. Đó, rất là chăm chút cho khách hàng ở hàng ghế thứ ba này. Rồi ok, chúng ta hãy tiếp tục đi tìm hiểu và xem ở phía sau xe các bạn ạ. Rồi, đây là chính là phần đuôi xe của chiếc xe Karen. Đó, các bạn có thể thấy cái phần đèn hậu này thiết kế khá là to bản, rất là khỏe khoắn này. Đó, và sau khoảng 10 năm sử dụng các bạn có thể thấy đèn cũng rất là trong, không có sứt sát hấp hơi gì cả. Đó, phần bờ đầu sóc sau này cũng rất là đẹp. Phần cản sau nhựa màu đen này, đó, không một vết xước luôn. Và ống xả này hình oval các bạn ạ, nhìn rất sang và có mạ chrome luôn. Đó, rất đẹp, rất sang luôn. Vâng, với một chiếc xe có thể nói là tương đối to như thế này thì cái cam lùi là một cái option cũng không thể thiếu để các bạn lùi nó vững tâm và an toàn hơn, tiện hơn rất là nhiều. Đó, rồi ok, tôi sẽ mở cái phần cốp này lên để chúng ta xem phần khoang chứa đồ. Thì thực ra với những chiếc xe 7 chỗ 5 cộng 2 như thế này thì nó sẽ không có cái không gian chứa đồ ở khu vực này đâu các bạn ạ, nó rất là nhỏ. Đó, chỉ để cho chúng ta để vừa một bộ kích này thôi. Tuy nhiên các bạn muốn tăng cái khoảng không gian chứa đồ khi mà chúng ta có nhiều đồ thì các bạn có thể gập hàng ghế này xuống. Đó, chúng ta chỉ cần rút cái dây ở đây. Đó, các bạn thấy không? Ghế gập phẳng luôn. Thì lúc đấy thì chúng ta có một cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và kể cả các bạn gập hàng ghế thứ hai xuống, chúng ta trải một cái thảm thì nó là một cái sân chơi mini cho các cháu nhỏ luôn. Đó, rất là tiện, rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Các bạn cũng có thể quan sát thêm những cái phần keo chỉ ở những cái phần cửa sau như thế này. Đó, cũng rất là đẹp, rất là nét luôn các bạn ạ. Rồi ok, chúng ta hãy đi vòng qua cái phần thân xe bên phía bên phụ này một chút. Cũng tổng thể cũng rất là đều và đẹp. Và có một chi tiết nữa, đó là chiếc xe này cũng có cái giá nóc các bạn ạ. Nhìn nó khỏe khoắn hơn, cảm giác nó dã ngoại hơn, nó off-road hơn một chút. Rồi ok, chúng ta vừa đi một vòng cái phần nội thất và cũng như là cái không gian hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba của chiếc Kia Karen 2.0 số tự động máy xăng đời 2011. Như các bạn đã thấy, mọi thứ cũng rất là mới, rất là chất so với một chiếc xe đời như thế. Chúng ta hãy cùng vào không gian nội thất và khám phá chi tiết bên trong xem nó còn được như thế nào. Mời quý vị và các bạn. Vâng, đây chính là khoảng không gian nội thất của chiếc Kia Karen 2011 2.0 máy xăng. Và như quý vị và các bạn có thể thấy, các bạn hãy nhìn tổng thể đi, mọi thứ còn rất là mới và chất luôn, từ những chi tiết nhựa này, những cửa gió điều hòa này, rất là chắc chắn này. Đó. Rồi ok, chúng ta hãy đi xem lần lượt một chút nhá. Đầu tiên là một màn hình giải trí trung tâm này. Đó, cũng có, nói chung là ở đời này thì cũng sẽ không có quá nhiều công nghệ đâu. Chúng ta có một cái khu vực để đĩa ở đây rồi. Và quan trọng là nó hiển thị cam lùi cho chúng ta, rất là tiện. Thấp hơn một chút là chúng ta có một chiếc điều hòa tự động các bạn ạ. Và điều hòa của Kia nói chung và dòng này, Karen này thì làm mát rất là nhanh. Đó, rất là sâu. Ở đây là các nút bấm các chế độ gió. Các bạn thấy không? Này, các nút này cũng rất là mới luôn, sử dụng rất là nhạy này. Đó, rồi ok, chúng ta đến một phần khá là quan trọng ở khu vực này, đó chính là cần số, là cái nơi chúng ta cầm nhiều nhất chỉ sau vô lăng ở trong cái cabin xe. Và các bạn có thể quan sát những cái khu vực hai bên cạnh như thế này này. Đó, mọi thứ cũng rất là mới luôn. Dĩ nhiên là nó sẽ có độ hao mòn, nó tương đối nhẵn đi rồi vì là sử dụng từ 2011 đến giờ rồi, nhưng mọi thứ còn rất là ok luôn, trên cả mức chấp nhận được luôn các bạn ạ. Và cái khu vực này này, đó các bạn thấy không, nhìn rất là mới, rất là sướng mắt luôn. Đó, ok. Ở đây chúng ta cũng bệ tì tay, có bọc da phía trên đây rất là mềm mại và rất là chắc chắn này các bạn thấy không. Đó, chúng ta mở ra thì cũng có những cái ngăn nhỏ nhỏ ở đây thôi. Rồi, có thể cái bệ tì tay này thì là cho chúng ta một cảm giác thoải mái hơn với những cái hành trình dài hoặc là những khi mà đường nó đông đúc
Đó, rồi ok. Mời quý vị và các bạn chúng ta sang phần vô lăng. Thì vô lăng thì cũng có tích hợp cho chúng ta một vài nút điều khiển ở trên đây. Dĩ nhiên thì nó sẽ không có quá nhiều những cái đời mới đây. Và quan trọng, các bạn hãy xem những hai cái phần này chúng ta cầm rất là nhiều này. Cái phần da nó vẫn còn rất là sần sùi luôn các bạn ạ. Đó, như tay chạm ngón cái này hay tì vào đây này thì chỗ này nó có nó hơi mòn một chút thôi, còn cạnh này này, các bạn thấy không? Nó vẫn còn rất là sần sùi luôn. Đấy, rất là chất với một chiếc xe đời 2011. Và đánh lái thì cũng tương đối nhẹ nhàng các bạn nhé. Dòng Kia Carens này thì khoảng sáng gầm của nó cũng ở mức vừa phải, tức là để chúng ta di chuyển trong phố này lên những vỉa hè rất là thoải mái, nhưng mà nó không quá cao, để khi vào cua cũng rất là êm ái. Đó, một chiếc xe này được người dùng đánh giá là đi trong đô thị cũng rất là tốt, mà đi địa hình thì cũng rất là ngon, quá là tuyệt vời. Vâng, chúng ta cũng vừa đi xem khá là nhanh cái phần nội thất. Thì thực ra nó còn mới và chất như này thì cũng không có quá gì nhiều là để chúng ta xem cả. Chúng tóm lại, các bạn với 325 triệu, quý vị và các bạn có một chiếc Carens biển số Hà Nội tư nhân đăng ký 2011 này, còn rất là mới và chất. Và quan trọng, chiếc xe rất là rộng rãi, 7 chỗ, nhiều option. Quý vị và các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Với hơn 300 triệu như tôi đã chia sẻ, ngoài những chiếc xe hạng A, chúng ta cũng có thể là lựa chọn lên một chiếc xe này. Đời nó hơi thấp một chút nhưng rất chất, và quan trọng chở được rất là nhiều người. Một chiếc xe dành cho gia đình, với những gia đình đông người. Hãy liên hệ với chúng tôi số hotline bên dưới, hoặc qua trực tiếp Enica chi nhánh Long Biên. Chúng ta trải nghiệm, chúng ta xem xe và chúng ta chạy thử trước khi có quyết định mang chiếc xe này về phục vụ gia đình chúng ta trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới hay không. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.